Xin chào mọi người nha, có mẫu mới là mình quay luôn. Hàng mới lên luôn. Thiết kế của năm nay rất là đẹp. Đặc biệt là đối với quần nữ. Đối với quần nữ thì hiện tại bên mình đã có một chút điều chỉnh về kỹ thuật. Mặc lên form dáng cực đẹp, còn đây là quần nam nhé. Quần nam đang có sẵn có đủ 5 màu lẻ, lẻ vàng, lẻ đỏ và đây là lẻ xanh nhé. Dáng của quần nam rất đẹp luôn. Hôm nay cả quần nam quần nữ đều có sự điều chỉnh để cho các bạn mặc đẹp hơn, về số lượng rất là nhiều. Các bạn lên đơn vài trăm cái cũng có luôn ấy. À, cái này được cái là có đủ 5 màu nên là các bạn có thể ghép với rất rất là nhiều các cái màu áo của các hãng khác nhau. Không chỉ là Sport Việt mà còn nhiều hãng khác nhau cũng có thể ghép được nhá. Mọi người ủng hộ bên em nhé.